quý vị và các bạn, theo luật bảo hiểm xã hội mới nhất sẽ được áp dụng vào tháng 1 năm 2018. Bên cạnh việc có nhiều thay đổi theo hướng bổ sung quyền lợi cho người lao động, thì cách tính chế độ hưu trí mới đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người lao động, nhất là những người cần kề hồi tụ đầy đủ các điều kiện nghỉ hưu theo quy định, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong suốt nhiều năm qua, Đà Lạt Hát Farm luôn được đánh giá cao về việc thực hiện nghiêm túc các chính sách quyền lợi cho người lao động, đặc biệt là trong vấn đề đóng bảo hiểm xã hội, với mức đóng khoảng 3 tỷ đồng một tháng. Mặc dù vậy, nhưng phần đông người lao động ở đây, đặc biệt là đối tượng sắp nghỉ hưu, vẫn đang có nhiều trăn trở, vì vẫn chưa hiểu rõ về thủ tục, cách thức nhận và số tiền mà bảo hiểm xã hội sẽ chi trả khi mình nghỉ hưu. Cô làm ở trong này như vậy là được 16 năm rồi. Mình biết đóng bảo hiểm vô như vậy, nhưng mà cái hưởng thì mình không biết là tính làm sao đó. Chưa dừng lại ở việc người lao động chưa hiểu về quyền lợi bảo hiểm xã hội đối với đối tượng hưu trí, mà việc áp dụng luật bảo hiểm xã hội mới đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của người lao động, như công ty cổ phần may Đà Lạt với hơn 400 công nhân và gần 50 người lao động ở đây đã có trên 13 năm đóng bảo hiểm xã hội. Và với luật bảo hiểm xã hội mới, thì tùy vào thể trạng sức khỏe mà họ có thể lựa chọn về hưu sớm hay tiếp tục cống hiến. Chị thì làm việc ở đây được 20 năm rồi, từ năm 1997. Chị định là sang năm chị sẽ xin về hưu. Hưởng là chế độ ưu của bên bảo hiểm là 45%, cộng nhân thêm mỗi năm là 2% phải không em? Thì thêm 12% nữa thì chị cảm thấy là tội nguyện, thoải mái. Tôi làm việc đây thì cũng được 16 năm. Thì đối với là cái ngành may, cái là sản xuất, thì cái sức khỏe mà để đến là 75% thì phải tăng thêm là 15 năm nữa. Thì trong 15 năm nữa thì cái sức khỏe, thì lúc đó đối với công nhân cũng như bản thân tôi thì lúc đó là có đủ sức khỏe để làm hay không. Thì cái vấn đề đó là đối với bảo hiểm là cần phải có sự xem xét lại. Trái với sự hoang mang của những người sắp nghỉ hưu, với những người đã nghỉ hưu như bà Huỳnh Thị Mến, cựu hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Đà Lạt, về hưu được 15 tháng và đang nhận mức bảo hiểm xã hội chi trả là 75%, lại có suy nghĩ tích cực hơn trong vấn đề kéo dài số tuổi đóng bảo hiểm xã hội. Thật ra cái việc mà sinh viên mới ra trường thì nhiều công việc để sinh viên làm, tùy cái môi trường, cái cơ hội. Thì cái việc mà cống hiến là đầy đủ các cái điều kiện, vì xã hội mình bây giờ cái kinh tế nó mở rộng, nhiều ngành, nhiều nghề. Do đó không phải là chỉ là viên chức nhà nước mà ở ngoài nữa. Do đó là cái chuyện đó là cái chuyện bình thường thôi. Theo quy định, những lao động nữ nếu với lý do sức khỏe nhưng đã có đủ 25 năm đóng bảo hiểm xã hội và tuổi đời nằm trong phạm vi đủ 52, 53, 54 tuổi, đang cân nhắc có thể nghỉ hưu trong năm 2017 để có tỷ lệ hưởng lương hưu cao hơn năm sau, vì vẫn được áp dụng luật bảo hiểm xã hội cũ. Điều này sẽ phần nào ảnh hưởng đến lực lượng lao động của địa phương. Cái thời gian bảo hiểm xã hội theo luật là nó cộng dần theo cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tối thiểu là 35 đối với nam và 30 đối với nữ. Và luật cũng quy định là nếu như đủ điều kiện tuổi đời theo quy định, đó là ví dụ nam là 60 và nữ là 55. Nếu như người lao động mà nghỉ hưu chưa có đủ điều kiện theo tuổi đời quy định như vậy, thì ngoài ra cái tỷ lệ lương hưu cũng phải trừ đi là 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Là chỉ những người tham gia từ khi có luật, ví dụ như từ năm 2016 trở đi, thì mới tính bình quân là 15 năm với 20 năm. Còn lại những người lao động mà tham gia trước năm 1995, thì cái mức tiền lương bình quân cũng chỉ là tính của 5 năm cuối. Trên cơ sở đó, thì cái mức tiền lương bình quân khi mà người lao động nghỉ hưu thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội thì nó trên cái cơ sở tiền lương vậy, thì cái mức tiền lương bình quân cao hơn và cái thu nhập trợ cấp khi mà nghỉ hưu của người lao động vẫn được cao theo một cái tỷ lệ tương ứng. Như vậy, ngoài tỷ lệ hưởng, mức lương hưu còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bình quân, thời điểm hưởng lương hưu. Với cách tính tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu mới từ năm 2018, chỉ tác động trực tiếp đến một số ít đối tượng mà không ảnh hưởng tới tất cả các đối tượng hưởng lương hưu từ năm 2018 trở đi. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động. Như vậy,
tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cao thì lương hưu sẽ cao. Mặt khác, không phải tất cả người lao động có nguyện vọng đều được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi, mà chỉ có những người lao động bị suy giảm 61% sức lao động mới được xem xét giải quyết nghỉ hưu sớm